Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cam GBL Hoàng Mai. Trước mắt tất cả các bác đây khá là bề bộn một chút các bác nhé. Lập tức lên đường, đó là anh em đến từ thủ đô Hà Nội các bác nhé. Đó. Ủng hộ em Cao, đó là một cục 3.600. Tình trạng các bác hãy nhìn xuất sắc luôn các bác nhé. Hiện nay cục lại đi, em còn 4-5 con nữa. Bác nào quan tâm thì alo em Cao các bác nhé. Đẹp xuất sắc nguồn vàng, tem nhôm cho tất cả các bác ngoài 20 triệu. Giới thiệu cũng rất là nhiều rồi, nhưng các bác hãy nhìn lại hàng của bên em Cao. Chủ yếu là nội thất các bác nhé. Và đó là một con SUV 718. Tình trạng đó là hàng Make in USA. Đó. Thì nhân tiện đây em cũng sẽ tháo luôn để gửi tới tất cả các bác hình ảnh tất cả những cái đồ mà em Cao, bên em Cao cung cấp cho khách hàng. 2268HVL các bác nhìn. Make in USA các bác nhá. Đẹp xuất sắc luôn. Để các bác nhìn nhá. Tem keo nhện này. Đây là cái bát của SUV và em Cao sẽ quay chi tiết và cái bát các bác nhìn nó tím ngắt luôn đó. Xuất sắc luôn này. Đó, chi tiết nội thất một chút. Cổ keo. Đó. Và đây 2268 HVL Made in USA. Thế đã là quá đủ cho những cái gì mà em Cao đó ma màng nhá. Thùng vách ok, sau đây em xin ráp lại và test nha. Crown 3.600 và SUV 718 Make in USA, em đang còn một con 918 các bác nhé. 918 em đang còn. Bác nào quan tâm thì alo em Cao. SUV 718 cực kỳ phê pha, một trong những dòng từ leo và rất nhiều các bác ưa chuộng những dòng từ leo cực kỳ sâu và êm. Thì đây là những cái gì mà các bác vừa chứng kiến được em Cao bóc hết cả nội thất, crown cũng như là SUV cho anh em. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều và sau đây để em đóng gói hàng lên đường. Xin chào và hẹn gặp lại các bác clip gần nhất.
Đừng quên hãy tặng cho em Cao xin một like. Và tiếp tục hàng này lên xe gửi anh em Hà Nội các bác nhá. Ok rồi em ơi. Crown và 178 anh em.